Bon, sao tôi kêu mày không trả lời cho Bon? Bon, màu đâu? Vậy ra anh Bảo cũng là trẻ mồ côi. Ừ. Hoàn cảnh của anh Bảo có nhiều cái giống nghi. Anh Bảo, anh đừng đi. Nếu không muốn ở với anh Du thì đến chỗ ở với Nghi cũng được mà. Nghi quên, đó là chùa của sư nữ sao? Xin lỗi, Nghi quên. Thôi, để tôi đi về quê. Chứ ở đây tôi cũng không biết làm gì hết á. Về quê đi làm còn kiếm được cái ăn. Nghi đừng có lo cho tôi, tôi không có sao đâu. Anh Bảo, Như vậy đi. Bố. Anh Bảo. Mình định bỏ tao hả? Anh Bảo, anh đừng đi, anh đừng có đi. Bon, mày bỏ tao thiệt hả? Tao xin lỗi mày được chưa? Tao xin lỗi mày đó. Mày dám bỏ tao một mình thiệt hả? Anh Bon, đừng đi. Nghe lời Nghi, ở lại đi. Nhanh, ở lại đi. Tao xin mày đó, mày hãy ở lại với tao đi. Anh ở lại đi anh Bảo. Cậu ba. Bộ. Cậu ba. Bộ. Bộ. Mày không nhớ tao với mày cách máu ăn thề rồi hả? Mày bỏ tao, mày làm vậy có được hả? Cậu ba, mày nhớ gì không? Số tiền bán bưởi lần này á là 57 triệu. So với lần trước là hụt hết nhiêu? So với lần trước á hụt cũng gần 30 triệu đó ông. Số bưởi còn lại mình còn nhiều không? Mình còn lại khoảng 1/3. Vậy thì ngày mai chú cứ hái hết đi, rồi bán quanh hết cho tôi. Số bữa còn lại còn non lắm ông chủ à. Hay là mình ráng đợi vài tuần nữa đi. Tôi biểu sao chú cứ làm vậy đi. Mai mốt người ta bán bưởi ra, bưởi nó còn xuống giá nữa. Hay là số bưởi còn lại con bán cho hợp tác xã đi Hào. Bà Năm ngồi bà Năm. Bưởi đang mất giá,
mình không bán đi còn để làm gì nữa má. Con là người của hợp tác xã, con đem bán cho người ngoài có làm sao đặng con. Mày làm riết rồi tao xấu hổ không dám bước ra đường nữa. Vô hợp tác xã là cũng vô má, chứ con đâu có muốn. À ông chủ à, hay là mình nghe lời bà đi, số bữa còn lại mình để dành bán cho hợp tác xã đi. Thôi chú nín đi. Má tôi đủ rồi còn thêm chú nữa hả? Má má làm sao? Đầu hai thứ tóc rồi, phải biết giữ chữ tín chứ. Mày coi gương của thằng Thạch đó, nó đâu có giống mày. Còn ghét cay ghét đắng cái lúc mà má cứ hay đem thằng Thạch ra so sánh à nghe. Từ nhỏ cũng vậy á, cứ có chuyện gì má cứ đem thằng Thạch ra so sánh với tôi. Sao má không bao giờ nghĩ tốt vậy cho tôi hết trơn vậy? Mày có làm tốt đâu mà biểu tao nghĩ tốt cho mày hả? Chuyện gì cũng nghĩ tới bản thân mình không hà, không nghĩ tới ai hết trơn á. Thử hỏi, còn sống như vậy á, mày còn mặt mũi nào mà nhìn bà con chồm xóm nữa hào? Còn vậy đó, má thấy nó tốt quá thì má ưng nó làm con luôn đi. Mày, cái thằng mất dạy, tao hết nói nổi mày rồi. Má, chuyện gì vậy má? Coi nó kìa, nó làm sai rồi mà còn ngang bướng nữa. Trời ơi, nó nói á, tao nhận thằng Thạch làm con đi, ý nó muốn đuổi tao qua nhà ông Sáu ở đó. Ừ, mình... đó là má nói chứ không phải con à. Mình xin lỗi má một tiếng đi. Tôi làm sai gì mà xin lỗi chứ? Bực mình. Thì mình cứ xin lỗi cho má vui đi. Mình. Mình. Tôi không á. Mình à. Buông ra. Mình xin lỗi má đi mà. Ôi. Trời ơi. Trời đất ơi. Vợ ngài. Ôi. Trời ơi. Bà chủ mà quỷ. Trời ơi. Bà chủ có sao không? Con sao vậy vợ ngài? Trời ơi thằng quỷ. Trời đánh mày. Trời ơi. Hai ơi có sao con? Hai ơi tỉnh lại đi con. Hai. Cẩn thận em. Đi từ từ thôi em. Dạ. Em ngồi đây nè. Con ngồi chơi với Trang nha. Để bác ra làm sao nấu cái gì cho tụi con ăn ha. Dạ bác khỏi lo cho con. Con ngồi chơi chút con về mà. Ừ. Alo, dạ con nghe. Ủa, dạ dạ. Dạ dạ, con về liền, dạ dạ. Có chuyện gì vậy anh? À, má anh bị ngã, đừng ngất xỉu, bệnh tới bây giờ luôn. Bây giờ anh tính sao? Chứ anh phải về quê, coi tình hình mẹ ra làm sao đã. Anh về nghe. Đúng rồi, anh về liền đi. Dạ thưa bác. Dạ, chắc con về luôn. Mẹ con bị bệnh, cho nên con phải chạy về dưới quê. Con về đi, cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ con nghe. Dạ, con cảm ơn bác. Thưa bác con về. Ừ. Anh không có biết nữa, tùy nó thôi. Ở nhà coi chừng nhà nghe. Dạ, cho em gửi lời thăm cả nhà nha cậu. Ừ. Ê, rồi, Thạch Xanh về thăm má. Không biết Lý Thông giờ đang ở đâu. Ê.
Dạ. Nhà tôi có bị sao không bác sĩ? À, bà nhà bị bệnh tim. Cần tránh cho bà nhà những chuyện xúc động. Tôi sẽ kê toa thuốc cho bà uống tạm trong thời gian này. Muốn đảm bảo hơn á, đưa bà nhà đến bệnh viện để kiểm tra. À dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ không có gì. Dạ, mời bác sĩ. Dạ. Con à, thấy trong người sao rồi con? Dạ con đỡ rồi má. Má gọi điện thoại cho tụi nhỏ nó về rồi đó. Má gọi làm gì? Để cho tụi nó học. Ôi, nhảy lên xe tốc hành làm một cái rẹt là tới đây liền hà. Còn như vậy á, má không gọi tụi nhỏ về sao được. Duyên, Duyên à, chạy xuống bếp á, bắt con gà, nấu nồi cháo để chút nữa cậu hai cậu ba về ăn. Đi đi con. Má, con cũng đỡ rồi. Hay là má gọi kêu tụi nó đừng có về nữa nha má. Bây giờ mà gọi là cũng trễ rồi. Chắc tụi nó về cũng gần tới rồi đó. Xong xuôi, mình làm cái gì cũng rớp rẽn. Hả, cậu ba? Xong rồi nè cậu. Gì xong gì? Thì hành lý của cậu chứ gì. Trời ơi, hành lý gì? Tao đi đâu mà cần hành lý? Mày khùng hả? Ủa bộ cậu hai không nói với cậu á, là bà bị xỉu hả? Ừ, có nói, biết rồi. Vậy sao cậu không về quê đi? Từ từ đi, để tao gọi về dưới thử coi sao. Alo. Alo anh hai hả? Ờ má sao rồi anh? Má bị ngất xỉu chứ không sao đâu. Ờ tỉnh rồi hả? Mà sao giờ này chưa về nữa? Ờ thì ngày mai em phải đi kiểm tra cho nên không có về được. Gì? Kiểm tra hả? Thôi được rồi, không sao đâu, để anh lo cho má được rồi. Ờ nhớ nói lại với má nha. Ừ. Thằng Du gọi về hả con? Dạ. Nhưng mà ngày mai nó bận kiểm tra rồi, cho nên nó không về được má. Thôi về làm cái gì, má còn sao đâu. Ủa vậy là cậu không định về luôn hả? Má tao có bị làm sao đâu, cần gì phải về. Trời ơi cậu thiệt là. Thiệt là gì mày? Thì thiệt là đứa con quá có hiếu chứ sao. Mày á, coi chừng tao á. Nhưng mà tao đang có rắc rối nè. Ủa bộ cậu bị nhỏ nào được đánh hay gì vậy? Đứa nào dám được đánh tao? Ừ. Mới nhận thông báo của trường kìa. Sao? Nghỉ học nhiều quá, bây giờ đang chuẩn bị kỷ luật tao á. Sống phim. Giờ cậu tính sao? Không biết nữa. Nhưng mà trước mắt á là phải đi học đều đặn lại. Ừ. Đúng á. Đúng cái gì mà đúng? Bây giờ tao đi học đều lại, vậy thì ai sẽ theo Phương Nghi để mà bảo vệ cổ? Ừ. Ha. Cái thằng cha râu hôm bữa nhìn thằng chả 35 dữ lắm. Hay cậu để tôi đi theo Phương Nghi cho. Bọn này uy tín lắm à nha. Mà biết sao tự nhiên Phương Nghi lại thích cái nghề đó nữa? Thì Nghi thích nghề này cũng giống như cậu thích làm quả sĩ vậy thôi, có gì đâu. Sao giống được mày? Phương Nghi là phụ nữ, sau này lấy chồng sinh con rồi, rồi về nhà chồng ở với chồng, chồng lo hết. Ừ. Cậu nói vậy không có được. Ai cũng có hoài bão cho riêng mình. Giống như tôi nè, tôi cũng có ước mơ của riêng mình. Tại cậu không biết thôi. Ờ đúng rồi, ước mơ hoài bão của mày là trúng số đề đúng không? Rồi sau đó sẽ làm thù đề ở trong tù luôn đúng không? Cậu ơi, tôi bỏ mấy cái đó lâu rồi nha. Bỏ thiệt không? Thiệt. Ừ vậy thì tốt. Vậy ước mơ là gì? Ước mơ của tôi là trở thành nhà tạo mẫu tóc khét tiếng. Quên, nổi tiếng. Gì vậy? Tự nhiên cái tao tăng xong. Tao tăng xong rồi bọn ơi. Kìa. Nghe xong tăng xong rồi. Cậu này chơi quê tôi hoài. Mấy mốt hả? Tôi nổi tiếng á, tôi không có làm tóc cho cậu đâu.
sáng. Má, có cháu rồi, má ngồi dậy chút cháu nghe. Được rồi, đưa cho anh. Minh à, để đó con Duy nó làm cho. Con ra ngoài ăn cơm với ba và nội đi. Dạ. Nè, nội đang buồn ba lắm đó. Nói vài câu cho nội vui đi. Con biết rồi má. Nội, vô ăn cơm đi nội. Không đói, con vô con ăn đi. Nội còn giận ba con hả? Ba con nãy giờ ngồi trong bàn cơm kìa, không dám ăn miếng nào luôn, đang chờ nội vô ăn đó. Chờ gì? Nó có coi nội là má nó đâu mà chờ đợi làm gì? Thôi mà nội, nội đừng có chấp ba mà. Chắc tại hồi nãy ba giận quá nên ba buộc miệng nói vậy thôi. Chứ ba lúc nào mà không hiếu kính với nội, hiếu thảo với nội, ba còn dạy tụi con vậy nữa mà. Nhưng mà con dám cái với nội á, bây giờ mà nội vô trọng á, là ba đứng lên khoanh tay xin lỗi nội liền luôn á. Trời, nó mà xin lỗi nội á hả, là mồ nội xanh cỏ hết rồi. Thôi mà, con biết nội thương ba lắm mà, đâu có chấp ba đâu, con trai cưng của nội mà. Vô ăn cơm nghe nội. Có con nó nghe. Chứ nội nói trong bụng rồi, nội không có nhìn mặt nó đâu. Đi đi, đi nội. Ở trong ba đói nội cũng sốt ruột lắm chứ bộ. À, con mới qua hả? Con đem cơm cho tía hả? Bà Năm khỏe chưa con? Cậu hai về thì bà Năm khỏe hơn, vậy cũng mừng. Chứ bà Năm mà có chuyện gì á thì ông chủ á ân hận lắm á. Đúng là vườn bưởi đang có dấu hiệu xuống cấp, trái nhỏ và ít hơn mọi năm. Hai đứa nhớ hay hết bưởi không, đừng có để sót. Dạ. Nghe không? Dạ. Dạ ông Năm. Làm đi. Ủa chú Năm. Ủa cậu Hai, bây giờ chiều rồi vẫn còn hái bưởi hả chú? Lý ra hái từ sớm kìa, nhưng mà kẹt công chuyện nên giờ này mới hái. Nhưng mà con thấy bưởi còn non quá, sao hái được chú? Thì ông chủ biểu hái biết làm sao bây giờ. Đúng là bưởi đợt này vừa nhỏ vừa ít hơn. Con thấy vườn bưởi nhà mình càng ngày càng xuống cấp đó. Không riêng về nhà mình đâu cậu, đây là tình trạng chung của những người trong huyện này mà. Ủa nhưng mà nhà mình đã vào hợp tác xã rồi mà, ở trên không có nói gì xuống sao chú? Chưa thấy nói gì hết trơn trọi á, chỉ đưa ra tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ mà chưa thấy đưa người xuống hướng dẫn. Phân bón cũng không có nữa, giống như là đem con bỏ chợ vậy đó.
Nhưng ba con cũng biết, bán bưởi mà nhỏ như vậy nó rẻ mà còn mất uy tín nữa. Ông giận hợp tác xã nên mới làm vậy. Nhưng mà nói nào ngay á, nếu không làm vậy thì có nước đem bưởi đổ xuống sông thôi. Hợp tác xã thì không thu, biết làm sao bây giờ. Với lại ông hai tính toán vậy đó cũng phải thôi. Ông bà mình đã gây dựng vườn bưởi như vậy, bao nhiêu thế hệ tụi con đã sinh ra ở đây rồi, được bưởi nuôi sống. Nếu như bây giờ mình không làm gì để cứu vườn bưởi, con cảm thấy có lỗi với tổ tiên lắm. Nhất định con sẽ cứu vườn bưởi, nhất định con sẽ làm. Không được, má không đồng ý. Con đừng làm như vậy, má xin con đó. Má, con đổi trường học chỉ vì muốn cứu vườn bưởi nhà mình thôi mà. Vườn bưởi không quan trọng bằng việc con làm bác sĩ. Ba con sẽ phá cái nhà này nếu như con bỏ học trường y. Thằng Du, nó đã làm cho má sống trong hồi hộp rồi. Bây giờ con còn muốn đổi trường, má không sống nổi đâu Minh à. Má, con nói vậy thôi chứ đâu có đổi trường đâu, con vẫn học trường y mà. Con hứa với má nha, đừng bao giờ bỏ học bác sĩ. Dạ, con hứa với má. Má yên tâm, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Trời ơi, dữ quá. Dữ. Đau dữ. Cho anh chết. Nho nè. Táo đỏ nè. Nè. Thôi, con nghỉ ngơi đi, đừng có làm nặng. Con đâu có làm gì nặng đâu mẹ, con dọn lại mấy chỗ qua nhà mình thôi à. Thằng Minh nó về nhà từ hôm qua, nó gọi điện thoại cho con chưa? Dạ chưa, chắc tại ảnh bận. Mẹ nó đau mà, chắc gia đình nó lu bu lắm. Cô Trang ơi, cô Trang có nhà không? Ai vậy? Chào ông. Dạ chào bác, chào Trang. Dạ, chào ông. Cái gì đây? Ngại quá, lần trước tôi đụng cô Trang, lúc quay lại thì chiếc xe của cô Trang đã bị kẻ gian lấy mất rồi, nên tôi mua chiếc xe khác cho cổ vậy mà. Nhưng xe tôi là xe đạp mà. Tôi không nhớ lắm, nhưng mà thôi thì xe đạp đi cũng được mà. Không, tôi sẽ không lấy xe của ông đâu. Em nó đã nói như vậy, ông đem xe về đi. Nếu vậy thì cứ coi như là tôi cho mượn, đến khi nào mà cô Trang tìm được xe cũ thì thôi. Tôi đâu có biết đi xe máy đâu, ông để ở đây cũng vô ích à. À không sao, hàng ngày tôi sẽ đến đây giúp cô tập chạy xe, đến khi nào cô biết chạy thì thôi. Cảm ơn chú. Chào em. Chào anh. Thôi mình vô đi. Dạ. Dạ chào anh. Dạ chìa khóa của anh đây. Cảm ơn em. Đi em. Alo, chị Tuyền hả? Em Mai nè, em Mai tiếp tân của công ty Hoàng Vũ nè. Em có chuyện quan trọng muốn nói.
Em chào chị Linh. Chào em. Sao đi trễ vậy em? Ủa, mới 7:30 mà chị. Mọi người đã tới làm việc hết rồi đó, nhưng mà chị kêu đi công việc cho chị rồi. Từ ngày mai á, em phải đi sớm một chút để có thời gian nghỉ ngơi, làm việc mới có hiệu quả. Chị nói đúng không? Chứ em vừa đi tới á, rồi thở gấp gáp như vậy á, làm việc sao được? Chị nói vậy đúng không? Dạ đúng à. Thư, lại đây, chị có chút việc nè. Dạ chị. Chuyện gì vậy chị? Em nhìn đi, em coi đi, có làm được á thì em nhận, còn không á thì cũng không sao đâu, cứ nói với chị rồi chị kêu người khác làm. Dạ em làm được mà. Ừ, đây là đối tác lớn, công việc của em á là thuyết phục và ký hợp đồng, đơn giản vậy thôi. Dạ. Đơn giản vậy thôi mà làm thế ghê. Alo, phòng marketing nghe đây. Là tôi đây. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Tôi có một cô em thực tập bên phòng của cô đó. À, dạ, em biết rồi. Vì Phương Thư là người mới, cho nên là chưa có kinh nghiệm. Có gì nhờ cô giúp đỡ nghe. Dạ, anh yên tâm. Em chào anh. Cảm ơn. Cần chị giúp gì không em? Dạ không à, em làm được. Cảm ơn chị. Anh đang là gì của em vậy? Dạ. Anh đang là gì của em vậy? Dạ anh là anh của bạn em. Không phải là anh ruột hả? Dạ không. Em yên tâm đi, nhất định cái vai nữ chính lần này anh sẽ dành cho em đó. Anh nói thiệt không? Anh nói thật mà. Chắc anh nói đùa với em thôi, cô gái nào anh cũng nói y hệt như vậy chứ. Không gì? Có đâu, nhưng mà anh nói trước nha, vai diễn lần này rất là khó diễn. Em phải chịu khó qua nhà anh để anh chỉ thêm cho. Đến đây anh thị phạm em luôn hả? Em vừa thông minh vừa dễ thương nữa. Anh này ghẹo em hoài. Lại một con thư thân, tự lao đầu vào lửa. Ai biểu nó ngu, nó ráng nó chịu. Công nhận thằng cha Lâm này cũng dẻo miệng ghê ấy mày. Đâu phải là đạo diễn gì đâu, vậy mà cũng có người bỏ tiền ra cho ổng làm phim mới ghê ấy mày. Dẫu ít dày có móng tay nhọn, mày tưởng mấy nhỏ đó nó không gấu hả? Con nhỏ đó nó không tự nhiên cho cả ngàn vàng đâu, nó cũng lấy lại cả trăm lượng vàng. Thôi em về nha. Ừ, em về đi. Nhưng mà ngày mai á, nhớ đến nhà anh để anh chỉ nha. Ok. Dễ thương quá. Alo. Anh Lâm đây. Tối nay em có rảnh không? Dạ, cũng rảnh anh. Anh muốn gặp em để bàn công việc cho ngày mai đó mà. Tối nay em đến gặp anh được không? Dạ được. Mà bây giờ em gặp anh ở đâu? Em tới quán bar gần hãng phim của anh nha. Quán bar hả? Thôi em ngại lắm. Trời ơi, có gì đâu mà ngại. Anh có hẹn với một nhà sản xuất ở đó. Em đến sẵn tiện anh giới thiệu cho em luôn. Đến chơi một chút rồi anh đưa em về liền. Người ta là nhà sản xuất muốn gặp diễn viên á, mà em không đến, sau này á khó ăn khó nói lắm. Vậy thôi cũng được. Nhưng mà đem về nhà chuẩn bị đã. Rồi, em tới đó nghe. Dạ.
em sẽ tới. Dạ rồi, bye bye anh. Ok, dạ. Chào em. Về Thanh. Dung, đi về Dung. Ừ, để Dung chút. Ủa, Thư, em chưa về hả? À, dạ, mấy chị cứ về trước đi. Em còn chút xíu nữa để em làm cho xong. Vậy chị về trước nha. Dạ. Chưa về sao cô bé? Ủa, anh đang... Nè, em ráng làm thêm á, không được trả lương đâu. Dạ, em cũng gần xong rồi, còn chút xíu nữa thôi. Em làm tốt lắm, nhưng mà những số liệu này chưa chính xác đâu. Em nên liên lạc với Linh để nhờ giúp đỡ thêm nha. Ờ, dạ, có gì để em hỏi chị Linh. Cảm ơn anh. Em sao vậy? Cứ mỗi lần giúp đỡ là mỗi lần cảm ơn sao? Bên đây nè. Em ngồi đi. Chào anh. Anh tới lâu chưa? Anh đến cũng lâu rồi. Nói chuyện với nhà sản xuất cả buổi ở đây nè. Vậy ông đi đâu rồi anh? À, ông ấy có việc phải về trước rồi. Nhưng mà không sao, em đừng có buồn. Anh sẽ báo cho em một tin vui. Nữ diễn viên đóng vai chính trong phim của anh sắp tới á, đột ngột bỏ vai. Anh sẽ đưa em lên thế vai đó, em nghĩ sao? Em sợ là mình chưa đủ kinh nghiệm. Không sao, quan trọng á là em có thích hay không thôi. Em thích. Em thích là được rồi. Ừ, nhưng mà lỡ nhà sản xuất không chịu sao anh? Có anh ở đây em không phải lo. Nhà sản xuất đã giao quyền cho anh. Bây giờ anh muốn mưa là có mưa, anh muốn bão là có bão. Bây giờ chúng ta nâng ly chúc mừng cho tin vui này. Từ đây con đường sự nghiệp của em sẽ ngày càng thăng tiến. À, xin lỗi anh, em không biết uống rượu. Một ly thôi. Em không biết uống thiệt mà. Em làm diễn viên mà không biết uống rượu, lỡ sau này quay cảnh say sưa thì em biết gì đâu mà em diễn. Em nghĩ chắc là phải uống rượu giả chứ anh hả? Anh thật lòng mời em ly rượu này. Coi như là em chấp nhận coi anh như là một người anh trai. Một ly thôi. Bây giờ cũng trễ rồi, uống xong rồi mình về. Em nhấp môi nha. À. Anh kia. Xin lỗi. Nói đi em. Đó, em thấy chưa? Vì cây nồng của rượu sẽ làm cho con người ta thăng hoa lên. Đúng không? Em có sao không?
Em mệt hả? Em có sao không? Hay để anh đưa em về nha. Năm viên thuốc ở trong đó, nghĩ sao mà em không ngã? Trời ơi, sau đêm này em sẽ có một vai diễn để đợi. Đó. Bạn nói vô. Lẹ lẹ lẹ. Lẹ. Tính tiền đi ông. Anh cho mượn thoại gọi của ông đi. Tôi cho ông mượn, chút xíu nữa ông phải trả tiền cho tôi nha. Alo, cậu hả? Bây giờ không có ở quán bar nữa mà đi khách sạn luôn rồi. Khách sạn hả? Ở đâu? Ở khách sạn Tâm Tính, ngay đường Tinh Lửa. Rồi, tao tới liền. Vậy nha. Cậu ba ơi, sao lâu quá vậy? Vậy anh cần gì? Tôi cần tìm một đôi nam nữ mới vừa vào cách đây 10 phút á. Không có ai gì vô hết đó. Có, tôi thấy vô đây rõ ràng mà. Không có mà. Chuyện gì vậy em? Hai anh này đến tìm một nam một nữ thuê phòng. Nhưng mà... Nè, người đó là vợ của tôi đó. Ừ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra là mấy người phải chịu trách nhiệm đó nghe chưa? Anh ơi! Anh kia, đâu? Bảo vệ, đứng lại! Bảo vệ đâu kìa? Bảo vệ lại! Đứng lại! Đứng lại! Nghi ơi, có chuyện gì không anh? Xin lỗi, tôi lộn phòng. Đúng là đồ khùng. Nghi ơi, đi ra. Nghi ơi, xin mời anh. Tôi còn anh xin vô nước đi. Nghi, còn không, tôi sẽ mời công an tới. Buông ra. Đi. Tôi thấy em ta bắt vợ tôi vô đây rõ ràng. Nè, mấy anh định bao che cho ta hả? Đúng rồi đó. Bảo vệ đâu? Đứng đây. Bí ơi, ta xuống. Bí ơi, mẹ anh buông ra. Bí ơi, anh bình tĩnh đi. Nghi, đi. Mà anh xuống. Đừng buông ra. Anh phải kiếm vợ tôi. Nè, anh xuống dưới đi. Đi cái gì? Anh không kiếm vợ tôi. Nghi ơi, vợ tôi có chuyện gì? Mẹ anh chết đi tôi. Nghi ơi, đi. Mời anh. Cậu, nói về cậu. Buông ra. Cậu làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh ra. Mày, anh kéo đi. Đi đâu? Ủa, chuyện gì nữa vậy? Nghi. Trời. Nghi. Em sao vậy Nghi? Cậu, đưa đi bệnh viện đi cậu. Nghi bị gì á? Lấy đồ nhanh lên.
Đây là kết quả của bệnh viện đưa tới. Cô ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ. Chắc là cô ấy muốn tự tử. Diễn viên á, muốn tự tử là chuyện bình thường. Nhiều khi muốn tự tử để được nổi tiếng kìa. Chuyện cô ấy có muốn tự tử hay không còn phải chờ lời khai của cô ấy nữa. Nhưng chúng tôi yêu cầu anh không được rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Nhưng mà ngày mai á, tôi phải lên Đà Lạt để quay phim rồi.